rim chọn nguyên con thì tìm xe Khánh. Này xe này thay dần áo mới, sơn xe dọn kiển nha, làm máy luôn ha. Làm full hết dàn xe luôn. Phần lễ Tết anh em cứ đem xe qua ha. Khánh bao dọn hết cho anh em. Đây, dọn full xe ha. Xe kia làm máy để đi phượt, còn xe này thì dọn nguyên con. Nhận sơn xe dọn kiển làm máy làm nồi cho anh em. Bao long lanh đẹp trai cho anh em ha. Anh em nào muốn có xe đẹp trai chơi với ghệ thì qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Bao làm bưởi cho anh em. Xe làm phun kiển luôn nha anh. Anh em ở xa có thể liên hệ Khánh để mua phụ tùng hoặc là gửi xe Khánh nhận là dọn cho anh em. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Thời gian thì Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ tất cả các ngày trong tuần. Rồi, chào tất cả anh em.